Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Tuấn đến từ Minh Tiến Auto, có địa chỉ số 2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay em xin phép sẽ lên một video tổng hợp tất cả các mặt hàng có sẵn tại salon bên em, sẵn xe giao ngay đến anh chị và các bạn ạ. Và thời tiết Hà Nội thì cũng mùa hè rồi, như thời tiết hôm nay tại Hà Nội cũng lên đến 37-38 độ C. Nên để cho sở hữu cho mình một chiếc xế cưng phục vụ cho gia đình việc đi lại, về quê đi du lịch thì ở thời điểm hiện tại giá xe cũng đang rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu được cho mình những chiếc xe hơi. Và bên em xe bán ra thì luôn có tiêu chí xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số động cơ là nguyên bản, pháp lý an ninh chuẩn chỉ ạ. Và anh chị hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe, mang xe ra gara hoặc mình mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe anh chị nhé. Và bên em bán ra có một điều đặc biệt nữa cho anh chị là anh chị không cần phải đặt cọc trước mà cứ mang xe của bên em đi check đi ạ. Xong là đi xe đi check không có lỗi đâm đụng ngập nước gì thì về anh chị mới có làm hợp đồng mua bán bên em. Và đợt này thì bên em rất nhiều các dòng xe phổ thông, dòng xe bán tải, gầm cao, gầm thấp bên em rất nhiều ạ. Và chiếc xe đầu tiên em muốn được giới thiệu đến anh chị và các bạn, đây là một chiếc Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2019, tư nhân sử dụng và mang biển số Hà Nội ạ. Mang biển số thành phố anh chị nhá. Biển số thành phố thì về Hà Nội mặc định anh chị và các bạn sẽ không mất 20 triệu tiền biển nhá, chỉ mất 2% tiền xăng tên thôi. Và chiếc Camry này của em thì mang một màu nội thất là màu kem, rất là hiếm trên thị trường. Và cái giá em đang chào bán là 955 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc SUV đến từ Đức. Đây là một chiếc GLK 250 Formatic sản xuất năm 2015. Đây là form F-Drop anh chị nhá, trước khi mẹ cắt bỏ GLK ra GLC đây ạ. Và chiếc GLK này của em thì cũng mang một biển số Hà Nội rồi và lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi ạ. Cái giá em đang chào bán là 755 triệu đồng. Thời tiết Hà Nội đang nóng quá anh chị ạ. Chiếc xe tiếp theo, đây là một chiếc Mercedes-Benz E250 sản xuất năm 2014. Chiếc xe này của em thì cũng tư nhân sử dụng và mang biển số Hà Nội rồi. Lăn bánh được hơn 7 vạn km và nội thất thì là màu kem anh chị nhé. Riêng Mercedes-Benz là nội thất màu kem là được cộng rất nhiều điểm trong tâm trí người tiêu dùng đấy ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã lên rất là nhiều đồ chơi rồi, cảm biến áp suất lốp này, màn Android và có hai màn gối cho người ngồi hàng ghế cho người rất là tiện lợi. Và cái giá em đang chào bán là 735 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc xe cực kỳ mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đây là một chiếc C300 AMG Plus. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2013, mang ngoại thất màu đỏ, cũng như là cháy và nội thất thì là ghế da lộn để chị nhắc. Và chiếc xe này của em thì mang một cái biển số rất là đẹp ạ, sắp biển Hà Nội rồi, biển 06939 kiểu thần tài. Và cái giá em đang chào bán cho chiếc C300 này là 555 triệu đồng. Chiếc C300 phiên bản Plus này thì sẽ được trang bị là ghế da lộn này, dây đai đỏ, vô lăng bi cắt và body thì là AMG anh chị nhắc. Tiếp theo đây là một chiếc Ford Ranger, chiếc bán tải, quay check hai cầu. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc và cái giá em đang chào bán là 555 triệu đồng. Chiếc quay check này thì em thì sản xuất năm 2015 chị nhé. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Mercedes-Benz S400 sản xuất năm 2015 và tư nhân sử dụng, sẵn biển số Hà Nội luôn rồi. Chiếc S400 này của em thì như anh chị đã thấy ngoại thất thì lên full Maybach của S50 rồi. Và anh chị yên tâm về đăng kiểm chiếc xe này của em thì còn lên đến tháng 6 năm 2024 và độ zin bên em vẫn còn, nên là về cái vấn đề đăng kiểm thì anh chị cũng cần phải yên tâm ạ. Cái giá em đang chào bán rất là hợp lý anh chị nhé, 1.699 triệu đồng, rất là hợp lý để có thể sở hữu cho mình một chiếc S400. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đức. Đây là một chiếc BMW 730 sản xuất năm 2018, mang ngoại thất màu xanh carbonsai và nội thất thì là màu kem ạ, cũng mang biển số Hà Nội luôn rồi. Chiếc 730 này thì có cạnh tranh với chiếc S-Class đây anh chị nhé. Và chiếc 730 này thì em đang chào bán là 2.699 triệu đồng, rất là hợp lý. Bây giờ bên trong đây em còn một chiếc Land Rover nữa, một chiếc xe đây từ Anh Quốc. Sản xuất năm 2018, đây là một trong những chiếc xe có mẫu thiết kế là đẹp nhất của năm 2018 anh chị nhé.
bên em như là GR Dynamic. Cái xe này thì sản xuất năm 2018, cũng sẵn biển số Hà Nội luôn rồi ạ. Và bên em này thì em đang chào bán với giá là 3.550 triệu đồng. Đây cũng là chiếc xe cuối cùng của bên em giới thiệu đến anh chị các bạn. Như anh chị các bạn có thể thấy hàng ghế, hàng bên sau còn trống rất là nhiều, và em cũng đang cần mua xe, nhập xe với số lượng cực kỳ là lớn. Và anh chị nào đang có nhu cầu đổi các xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho em, và anh chị nào đang có thông tin của người bán xe thì cũng liên hệ trực tiếp cho em, và em cũng sẽ có hoa hồng cho người giới thiệu anh chị nhé. Và cũng đến cuối video rồi, anh chị nào đang quan tâm về những chiếc xe đang còn sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Và các lái hoàn toàn có thể thương lượng được khi anh chị quay trực tiếp salon bên em, và ngân hàng bên em cũng hỗ trợ anh chị vay lên đến 70% tối đa giá trị xe. Và hẹn gặp anh chị ở một video tiếp theo. Em xin được cảm ơn ạ.